Để chia sẻ với các bạn là cái đồng hồ nhé. Cái đồng hồ 146.000, khá là lâu rồi các bạn nha. Mình bây giờ mãi tới nay mình mới khui hàng à, để coi mình cũng không nhớ là cái đồng hồ này kiểu dáng ra sao luôn. Chúng ta khui thử coi các bạn nha. Khui hàng thử coi xem như thế nào nha. Đây, mình quay đồng hồ là mình quay 4K nên mình phải tranh thủ trong thời gian sớm nhất là trong vòng 10 phút thôi. Đây các bạn xem, đây của shop đồng hồ độc các bạn ha. Thì nhiều video mình đã quay của shop này rồi. Cái hộp rất là xinh, cái quà để tặng thì cũng hợp lý các bạn nha. Cái này là một quà tặng rất là hợp lý luôn á. Mình không biết là còn hoạt động hay không, tại các bạn không biết bao lâu chứ, 4 5 tháng trời mới khui, không biết cái đồng hồ nó còn chạy hay không nữa các bạn nha. Còn không không chạy thì các bạn cũng thông cảm, cũng không có gì lạ ha. Có pin nè đấy. Nhiều video trước mình khui cho bạn xem cái đồng hồ Venus đó. Ồ, cái đó nó cũng đẹp lắm các bạn nha. Ồ, Venus nó cũng đẹp lắm ấy. Cái này cũng đẹp nữa nè. Đây. Để hơi lâu nó giống như bị ám, nó ám các bạn. Ám nè. Đấy, ám cái độ bóng các bạn nha. Các bạn thấy không? Nó hơi bị ám hơi cái độ bóng đó ha. Nếu mà ở ngoài trời nắng thì dễ xem hơn các bạn nha. Mình mục đích mình chọn cái mẫu này các bạn ha, là mình thấy nó có mấy cái khía, mấy cái mà mắt phút nè. Đấy, mắt định hướng cái phút nữa mà nhìn còn biết, có những cái nhìn không biết cái phút là bao nhiêu luôn á. Bây giờ là 5 giờ 50, 5 giờ 50 để mình chỉnh lại các bạn nha. Giờ là mới có 4 giờ 53 phút, 4 giờ 53, 4 giờ 53 các bạn ha. Rồi bây giờ mình tháo ra đi. Đây, mở dây ra các bạn nha, mở dây ra nè. Đây, mở dây. Cái đồng hồ này rất là xịn tin các bạn ha. Các bạn nào tầm 25 trở lại chúng ta đeo rất là hợp lý luôn. Đây, 30 đeo cũng cũng thấy trẻ trung, không thành vấn đề các bạn ha. Đấy, các bạn thấy à. Đây, mình soi rất là kỹ để cho các bạn biết được ha. Rất tiếc là mình không có quay được cái ngoài trời nắng, tại vì mình mẫu này mình tặng nên thành ra là mình phải tranh thủ mà. Mình thôi giờ mưa hoài, mấy hôm nay mưa hoài cũng không có trời nắng để mình quay cái video cho nó đẹp. Mình sẽ test nước sơ sơ các bạn nha. Giờ mình mở nè, thường cái dẫn nút các bạn kéo ra nè, gịch ra nè. Đó, chúng ta gịch nhẹ ra ha, chúng ta chỉnh xoay theo chiều kim đồng hồ. Chiều kim đồng hồ xoay như thế này là cái kim nó chạy ngược các bạn nha, còn xoay ngược vòng là nó sẽ chạy lên. Bây giờ là 5 giờ 53, nãy giờ chắc cũng 55 mà bạn ha. Mình cho 56 đi, trên 1 phút nè. Cái này nó không có ngày, cái phần này nó không có ngày các bạn nha, nó không có ngày nên chỉnh tương đối là dễ, chỉ cần kéo ra thôi, cũng không cầu kỳ lắm. Cái vòng tay mình so với cái vòng tay mình coi như thế nào các bạn nha, cho các bạn xem, bạn định định hình để cho người thân người quen đó đeo có nó hợp hay không. Vòng tay mình là tương đối lớn các bạn nha, vòng tay mình là mấy cái cô mình trẻ là đeo bạn thấy cũng không đến nổi đúng không, nếu mà tính ra độ mập, độ mập như mình đó, mập cái tay không chứ cái người cơ thể mình nhìn không mập lắm đâu. Đấy. À, bạn thấy không, đeo cũng hợp lý ha. Nói chung là dành cho những cái bạn mà tay nhỏ các bạn nha, dành cho những bạn có cái cánh tay nhỏ, lòng cái bàn tay nhỏ thì đeo nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi, cái chất liệu giống như silicon đó các bạn nha, chất liệu dây giống như silicon rất là mềm, rất là dẻo ha. Các bạn thấy không, dẻo rất là dẻo luôn ha. Rồi cái độ mà mạ hay là cái nguyên khối của kim loại á, mình không biết là mạ hay là nguyên khối, mà mình nghĩ đoán là mạ các bạn nha. Mạ như thế nào đó.
Rồi bây giờ mình test nước các bạn nha, giờ test nước các bạn, đây mình sẽ test nước cho các bạn xem ha, liều dạng liều, nói chung hàng ấy là phải dù cho hay không thì cũng phải test nước một cái, vô nước rồi tính sau. Rồi nói chung mình phải test nước các bạn ha, tại test nước thì mình mới khẳng định được cái chất lượng. Cái hàng này mình tặng tặng với mình cũng phải cam kết nó có vô nước hay không, rồi nó sao sao. Rồi mình trong cái lúc thời gian chờ đợi thì mình thì làm cái gì đây, còn một mẫu nữa mà, một mẫu này mẫu khác mình sẽ chia sẻ video sau các bạn nha. Mẫu này có giá cao hơn 166 nè. Rồi mình sẽ dừng trong giây lát, mình sẽ ngâm đồng hồ trong 5 phút các bạn nha. Bây giờ các bạn xem nè, đây đây à, đúng đang dậy giờ luôn các bạn ha, cho là 5 giờ đi, rồi mình cho nó 5 hay 10 phút mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem có vô nước hay không nha. Mình để y như thế này các bạn ha. Rồi mình để ngay nè, đây cái này đó, các bạn cứ canh canh cái vị trí cái dao mình để nha, đây đó. Cái vị trí mình để đó coi có lệch hay không ha. Mình để thêm đây đó, mình để thêm cái thẻ nè, đây để các bạn biết được là không có lệch vị trí ha, đấy mình không có đổi. Rồi mình dừng các bạn nha, rồi tiếp thôi các bạn nha. Các bạn xem lại ha, cái vị trí là mình không thay đổi ha. Bắt đầu mình mở hộp nè, đấy mình coi coi nó có vô nước không nha, nãy giờ 15 phút rồi đấy, đấy 15 phút rồi các bạn ha, đây 15 phút rồi. Mình để mình lau cái đồng hồ các bạn ha, mình lấy cái khăn mình lau coi. Rồi mình vũ nước cái các bạn nha, để ướt bàn. Rồi bây giờ mình lau sơ sơ nè, tại vì mình cũng tự tin cái là đồng hồ của đồng hồ độc á, của shop đồng hồ độc á, mình cũng test nhiều rồi, rất là hiếm cái nào mà bị vô nước các bạn ha, với tầm giá 100 trăm ngoài 200, rất là mềm mà nó lại chất lượng nữa, mà thành ra mình mới tự tin mình mới test nước. Các bạn xem ha, nước ok nha, không có giọt nào ha, rất là ok luôn ha, để 4 5 tháng trời rồi, 4 5 tháng các bạn nha. Để cho các bạn coi cái thời gian mình mua hàng mà 4 5 tháng rồi đó, đồng hồ nó vẫn chạy ha, rất là ok. Đây là ngày đâu rồi, đây may tháng 7, may là tháng mấy mà, ai tháng 7 ngày 19 nè, lộn ngày 7 tháng mấy ngày 19 nè, may may là tháng mấy ta. Rồi, các bạn mình cũng quên ngày tháng tiếng Anh mất tiêu rồi, January, may tháng 4 tháng 5 vậy các bạn nha, nói chung cũng 4 5 tháng rồi đó, rất là ok luôn. Rồi tặng vô tư các bạn ha, rồi rất là mượt. Nói chung cái đồng hồ này là tuổi teen, các bạn dưới 30 vẫn đeo được hợp các bạn ha, dưới 30 tuổi, nói chung cái tay nhỏ các bạn nha, cái tay nhỏ thì bạn cả tuổi nào cũng được, 35 40 trở lại thời teen cũng được luôn. Ok, cái đồng hồ rất là good, rồi khá là tốt, rất là chất lượng, nó không kém gì cái đồng hồ Venus các bạn nha. Nó có nó có cái hiện đại nữa các bạn, mở mở chốt các bạn, mở mở ngang nè, đấy các bạn thấy không, cái chốt mở rất là hiện đại ha, đây đấy các bạn mở tháo rất là dễ luôn ha, đấy hai cái chốt các bạn nha, tháo giống nhau rồi, mở rất là tiện, thay dây rất là tiện các bạn ha. Đó, nếu mà shop có cái mẫu dây khác á, các bạn thay đây rất là ok bạn nha, nhưng mà dây này thì chất liệu mũ đó, nên chúng ta nên hạn chế ấy ra ấy vào nhiều các bạn ha, nó nào cần thiết lắm thì chúng ta hãy mở ra, do này nó đồ mũ các bạn, nó đồ mũ mà nó tiếp xúc với kim loại thì nó lâu ngày nó cũng bị ảnh hưởng nhiều, ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng rồi ha. Đấy wow mình đẩy nó lệch khớp cái nó bị ấy nè đó, thành ra các bạn hạn chế ha, đấy
nó bị